Còn là một người Phật tử đang trên hành trình tìm hiểu Phật pháp. Con biết Phật giáo Nguyên Thủy được vài năm nay và con thấy hiện nay bên Phật giáo Nguyên Thủy không có nhiều vị giảng sư mà đa số là các vị đã lớn tuổi. Con rất lo ngại cho giáo pháp. Nếu một mai các vị lớn viên tịch thì ai sẽ là người tiếp nối hướng dẫn cho hàng Phật tử như con? Trong khi các vị giảng sư trẻ thì không có nhiều. Ngày xưa những vị như là Ngài Hộ Tông ít lắm, nhưng mà chỉ cần một vị tăng tài thôi thì có thể vực dậy cả một cái nền Phật pháp. Cho nên cái mà chúng ta quan trọng không phải là số lượng mà ở chất lượng. Bây giờ quý vị cần nhiều vị giảng sư, thưa thưa về giảng sư cũng nhiều lắm chứ. Nhưng quý vị thấy ít là gì? Ít là ít những vị có chất lượng. Nhưng mà đó, chỉ cần mà trong số đó những vị có chất lượng đó, tiếp tục đào tạo ra những vị có chất lượng thì Phật pháp không đáng lo. Mà sư thì sư cũng biết một vài vị trẻ rất là giỏi, đương nhiên giỏi hơn sư. Có thể một vài vị không lời khẩu như sư, tức là nói chuyện thì không có đủ sức, đủ hấp dẫn như sư, nhưng mà xét về mặt trình độ á, giỏi hơn sư vẫn có rất là nhiều. Đương nhiên thì cũng sẽ có những vị vừa nói giỏi ha, vừa lời khẩu mà vừa có kiến thức thì có, chứ không phải không có. Chẳng qua là giống như là còn đang văn ôn võ luyện, gọi là còn tu ở trong núi đó, chưa có xuống núi thôi. Cho nên là cũng đừng có lo quá ha. Còn nếu mà quý vị lo nữa đó thì giờ mình không làm, ai làm giờ? Mình lo nữa thì mình phải bắt tay vào mình làm chứ. Chứ còn mình chỉ có lo suông không thì nó đâu có cái tác dụng gì. Cụ thể là sao? Lo học đi, học giáo lý. Khi quý vị học giáo lý đó, tin sư đi, cư sĩ có học giáo lý mà mình tiếp xúc với những cái vị tu sĩ đó mà mình chỉ ưa thích nói chuyện về đạo thôi, thì bản thân quý vị cũng sẽ là cái động lực cho những vị tu sĩ mà tương đối dễ vui. Các vị đó sẽ điều chỉnh lại chính mình. Xin lấy ví dụ, quý vị hiểu rành rẽ về kinh và luật, quý vị thấy thì một vị tư mà đang mở cái máy nghe nhạc, mở loa ầm 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 lựa lời nói, sư con thấy kỳ lắm sư, con thấy kỳ lắm sư. Đấy thì quý vị nói khéo thì tự nhiên là vị đó phải nhột. Mấy ông sư nói chuyện nha, có khi không nhột, chứ cứ để mà cư sĩ nói có khi nhột lắm. Đấy, giống như anh chị em thì nói chuyện với nhau khi mình không thấy ngượng, chứ còn mình để con cháu nhắc nhở khi mình ngượng. Đấy, rồi quý vị khi mà nói chuyện quý vị đề cập tới đạo, tới giáo lý mà những vị đó nói mà cảm thấy là cái khả năng giáo lý các vị đó kém á, các vị đó cũng ngại. Và chính bởi vì những cái ngại như vậy, những vị dễ vui đó sẽ thu thúc lại và sẽ nỗ lực để học hơn, để xứng. Cho nên thì chính bản thân quý vị cũng là một phần đóng góp cho việc thịnh suy của đạo Phật. Chứ còn cái kiểu mình cũng dễ vui thôi, ai sao cũng được, thì
Quý vị, chính bản thân những con người như vậy sẽ tạo nên những vị tu sĩ sao cũng được. Nếu như quý vị nghiêm túc thì sư tin là những vị sư, những vị tu sĩ tiếp xúc với quý vị cũng sẽ phải nghiêm túc.